chúng ta nói tới một cái uh, tài liệu khác cũng uh, rất nổi tiếng đó chính là tài liệu liên quan tới cuộc phỏng vấn ở davos thì uh, ở davos uh, cái uh, hội nghị trên tế thế giới đó đã có rất nhiều CEO các bạn thấy được đang ngồi ở đây thì những CEO này đó là đến từ nhiều công ty khác nhau và một trong những CEO đang ngồi đó chính là công ty Mastercard công ty mà làm ở thẻ tín dụng mà nhiều người sử dụng đó thì có một câu hỏi liên quan đến là trong vòng 5 năm đó, thì những người này nghĩ là cái hệ thống SWIFT đó, hệ thống chuyển tiền xuyên quốc gia đó có còn tồn tại hay là không thì một trong những câu trả lời mà khiến cho nhiều người bất ngờ đó chính là Mastercard CEO đã lên tiếng nói là no Trong vòng 5 năm đó thì ông ta không nghĩ là SWIFT sẽ tồn tại Có nghĩa là ông ta nghĩ là 5 năm sau đó thì tiền thuật số sẽ là phương tiện chính để mà di chuyển tiền xuyên quốc gia đương nhiên đó không có nghĩa là chúng ta sẽ dùng Bitcoin hay là dùng một đồng nào Có thể ông ta đang nói về đồng tiền kỹ thuật số của quốc gia như là CBDC nhưng mà các bạn thấy được là sau đó đó thì đương nhiên là nhiều người muốn hỏi thêm để cho ông ta trả lời thêm một số chi tiết tại sao ông ta lại nghĩ là Swift sẽ không tồn tại 5 năm tới đây nhưng mà CEO của Mastercard thì cũng đã trốn không muốn trả lời những câu hỏi đó và đội của ông ta đó thì đã lên tiếng nói là để nói lại cho rõ ràng những gì mà được nói tới bởi CEO của Mastercard đó thì lúc đó ông ta chỉ nói là 5 năm sau thì Swift có thể là sẽ không có còn tồn tại như là bây giờ nữa mà có thể là sẽ chuyển qua thành một cái hoạt động khác thì đương nhiên đây là lời nói biện hộ mà thôi chúng ta vẫn không biết được chính xác như thế nào nhưng mà theo thường hiểu đó là tại vì cái thời lúc đó là có hứng quá cho nên master ceo đã buộc miệng nói ra những gì mà mình suy nghĩ nhưng mà sau đó mới nghĩ tới cái hậu quả là, là swift thì đương nhiên là một trong những cái hệ thống lâu đời để mà chuyển tiền xuyên quốc gia nói như vậy đó thì dễ bị chỉ trích cho nên bây giờ đó thì ông ta lại không có muốn nói tới nữa đó là cái thông tin liên quan tới swift và Mastercard ký đó đó chúng ta cũng có một cái thông tin đó chính là một cái Bitcoin ETF spot lại bị từ chối bởi SEC đó chính là ETF của công ty One River. Tôi nghĩ là đây là thông tin mà cũng không có các bạn nào mà bất ngờ đâu tại vì uh, các bạn đang thấy được là SEC thì đơn giản không muốn có một Bitcoin spot ETF hiện bây giờ nhưng mà có một điều rất là thú vị thì muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà đọc kỹ hơn bên dưới đó thì SEC nói lý do tại sao mà không có cho cây quỹ Bitcoin ETF spot này thông qua của One River đó là không liên quan gì đến Bitcoin hay blockchain mà lý do đó họ nói là tại vì công ty One River này đã không có đưa ra những cái chiến lược rõ ràng để mà chống lại gian lận là thú vị ở đây đó chính là khác với lại những cái đợt mà họ từ chối trước đây những đợt mà họ từ chối trước đây họ thường hay nói được là làm sao để mà chống lại những cái như là làm giá bitcoin trên thị trường làm sao để mà chống lại những cái dịu hát mức bitcoin làm sao để bồi thường cho những nhà đầu tư vân vân nhưng mà lần này đó thì họ nói là cái lý do từ chối không liên quan gì đến bitcoin hay là blockchain mà chỉ liên quan đến việc là one river không đưa ra những cái dẫn chứng cụ thể làm sao để mà chống lại gian lận mà thôi có thể đây là mở đường cho nhiều công ty khác có thể là chỉ chú tâm vào làm sao để trả lời được câu hỏi này của sec thuần thì bây giờ cũng không có kỳ vọng nhiều là chúng ta sẽ có một cái bitcoin etf năm nay đâu chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một cái thông tin khác nữa mà thuần cảm thấy được là cũng rất là thú vị đó chính là liên quan tới tiền của quốc gia trung quốc là tiền kỹ thuật số thì các bạn thấy là trung quốc đang gấp rút để mà tiến tới để mà áp dụng tiền kỹ thuật số quốc gia CBDC dựa trên công nghệ riêng của họ. Đương nhiên đây không phải là một cái mã gù mở giống như là chúng ta nói tới crypto công cộng hiện tại. Thì chúng ta thấy được là ngay sau đó, đó đã có những cái thông tin. Bây giờ đã có ba nghị sĩ đó chính là uh, Tom Cotton. Mike Brown và Marco Rubio, ba nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái dự luật dự luật này đó là nếu như được thông qua đó thì sẽ không cho phép bất cứ một cái app store của google hay là của apple có thể cho sử dụng bất cứ một ứng dụng nào mà có đồng ECNY có nghĩa là tiền kỹ thuật số của Trung Quốc thì chúng ta thấy đó là một quốc gia muốn đưa ra tiền kỹ thuật số đó không phải là đơn giản đó lý do tại sao mà chúng ta thấy được Hoa Kỳ và những quốc gia lớn đó họ nghiên cứu mấy năm nay mà vẫn chưa có đồng tỉnh tại vì có nhiều những cái rất là khó giải quyết thứ nhất đó là các bạn nên biết là những cái quốc gia bây giờ đó thì thường là họ sẽ có chính phủ rồi họ sẽ có ngân hàng trung ương rồi họ sẽ có những ngân hàng phụ thuộc vào ngân hàng trung ương rồi những ngân hàng tư nhân rồi sau đó là người tiêu dùng những người thuận và các bạn thì cái mối quan hệ đó đó là rất là chặt chẽ giữa chính phủ mương, tới ngân hàng trung ương tới ngân hàng phụ thuộc ngân hàng trung ương rồi tới ngân hàng tư nhân nếu như mà chúng ta có những cái tiền cược số quốc gia đó thì sẽ hoạt động như thế nào tại vì trên căn bản các bạn có nghĩ đi ở hoa kỳ nếu như mà fed đưa ra tiền cược số quốc gia của hoa kỳ thì đâu cần phải thông qua ngân hàng đâu thường có thể là tạo một cái ví trực tiếp với lại fed thì lúc đó ngân hàng đó đâu có còn thể làm ăn được nữa cho nên các bạn thì là cái sự rắc rối nó rất là sâu chứ không phải đơn giản chỉ đưa ra một tiền kỹ thuật số là hoạt động được đâu và thêm vào đó nữa đó không lẽ chúng ta thấy là bây giờ đó Hoa Kỳ có cái mạng lưới riêng cho đồng CBDC Hoa Kỳ, Trung Quốc cái mạng lưới riêng, rồi chúng ta có nước Nga cái mạng lưới riêng thì nếu như vậy thì làm sao mà tiền di chuyển xuống quốc gia được là một điều khó khăn cho nên thông vẫn nghĩ là tới cuối cùng đó thì giải pháp vẫn sẽ là chạy trên một mạng lưới công cộng nào đó chứ không thể nào mà mỗi quốc gia cứ chạy riêng một mạng lưới như vậy. Đó là suy nghĩ của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Và đương nhiên thêm vào đó nữa là chúng ta thấy được là nước này sẽ Cấm nước kia, nước kia sẽ cấm nước nọ Các bạn nghĩ đi, bây giờ Hoa Kỳ lên tiếng nói là Cấm tiền được số của Trung Quốc Thì đương nhiên sau này là Hoa Kỳ có tiền thuật số Trung Quốc cũng sẽ làm điều tương tự Thì tới cuối cùng cũng đâu có được gì đâu Bây giờ ít ra thì tiền mặt đồng đô la có thể là di chuyển Và có thể di chuyển theo mạng lưới SWIFT Một cách bình thường hiện bây giờ Chứ còn nếu như có CBDC thì chưa chắc đâu Kế tiếp thì chúng ta có thông tin là Binance bây giờ đã được đăng ký ở nước Italy Thì gần đây đây các bạn thấy được là Binance đang rất là gấp rút để mà đăng ký cho những nước ở châu Âu đó đang mở rộng ở đó Các bạn đã nhớ là gần đây thì Binance đã có bàn hoạt động ở nước Pháp Bây giờ là có bàn hoạt động ở nước Ý Và hiện bây giờ đó là họ đang chờ bàn hoạt động ở nước Đức Và chúng ta thấy được là Binance gần đây cũng đã có bàn hoạt động ở những nước như là ở Trung Đông như là Adu, Dhabi, Bahrain và Dubai. Và đây là thông tin liên quan tới uh, Binance ngày càng mở rộng ra cho những cái uh, quốc gia châu Âu và ở Trung Đông. Chúng ta sẽ nói tới uh, tether sau đây chúng ta sẽ nói tới uh, một số những cái địa chỉ ví cá voi để các bạn thấy được là gần đây những cá voi có những hành động như thế nào và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới một số những tài liệu liên quan tới Luna 2.0. Thì cái Luna rơi mà bọn chị chấm dứt đâu thì chúng ta trở lại để nói về tether đi. Thì chúng ta thấy được là tether đã thông báo là họ đã có mặt ở trên mạng lưới Polygon. Thì chúng ta thấy là trước đây có thể nhiều bạn không biết là Tether chỉ có trên mạng lưới của Bitcoin mà thôi Sau này mới bắt đầu là mở rộng ra nhiều mạng lưới như là bây giờ chúng ta thấy được là tổng cộng đó Thì uh, Tether bây giờ là có khoảng chừng 42 tỷ đô la Và 42 tỷ đô la này đó thì chúng ta thấy được là bây giờ phần lớn nằm trên mạng lưới Tron là 38 tỷ Ethereum là 36 tỷ Solana là khoảng 1,8 tỷ Omni là 1,3 tỷ là mạng lưới của Bitcoin đó Avalanche là 651 triệu Algorand là 158 triệu, EOS là 85 triệu, Liquid là mạng lưới mà theo thông biết là mạng lưới di chuyển như những cái sàn lớn đó là 36 triệu, SLP là 5,9 triệu, StakeMine là 500 ngàn và Polygon là cái mà họ bắt đầu có trong thời gian tới đây. Thì những mà nào mà sử dụng những cái ứng dụng DeFi của Polygon đó Thì những ứng dụng đó sẽ có thể tiếp cận được trực tiếp với lại đồng Tether Và đối tới Tether đó thì các bạn thấy được là cái sự rút tiền cũng đã giảm xuống nhiều rồi Các bạn đã nhớ đó là thời điểm là ngày 11 tây tháng 5 đó Khi mà cái đỉnh điểm của cái diệu UST làm cho mọi người hoảng sợ đó Đã có tổng cộng là hơn 10 tỷ đô la rút ra khỏi mạng lưới của Tether các bạn thấy được là vốn hóa thay đổi giảm mạnh 10 tỷ đô la trong vòng chỉ có vài ngày thôi nhưng mà các bạn thấy được là sau đó đó bắt đầu là từ ngày 21 tháng 5 tới bây giờ đó 6 ngày qua thì hầu như cũng đã im lặng trở lại cái số lên thiền rút đã không có nhiều nữa cái sự lo sợ đối với đồng tether có thể là có khả năng bị sụp đây cũng đã giảm xuống rồi nhất là sau khi mà họ đưa ra cái văn bản kiểm toán tuy là văn bản kiểm toán đó đó có tin tưởng được hay không chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà ít ra bây giờ đó, cái sự lo ngại đã giảm xuống và một thông tin nữa đó chính là hôm nay đó thì Elon Musk chia sẻ là mọi người đó bây giờ đã có thể mua những cái phụ kiện Tesla bằng đồng Doge và sắp tới đó thì cũng có thể mua những cái phụ kiện của SpaceX bằng đồng Doge. Thông cũng đã từng chia sẻ với các bạn trước đây cái việc là Tesla cho mua những cái phụ kiện bằng đồng Doge không phải là mới. SpaceX đó là thông tin mới ngày hôm nay. thì điều này đó ít ra cũng đã dẫn đến là đồng Doge cũng đã có một cái sự tăng trưởng vài phần trăm ngày hôm nay để xem coi là Dogecoin tăng bao nhiêu Thì các bạn thấy là đồng Dogecoin đồ hôm nay tăng 5,34% sau khi mà có cái thông tin này Nhưng mà đối với thường đó thì cái thông tin mà lớn hơn nếu như một ngày nào đó mà Tesla cho mua xe trực tiếp dùng đồng Doge đồ Thì bây giờ là họ chỉ cho mua những cái phụ kiện như là các bạn có thể mua nón hay là mua áo Tesla mà thôi Thường đó thì những cái phụ kiện này đó rất là khó bán Tại vì à, các bạn có thể biết là Thuận cũng có chiếc Tesla Nhưng mà Thuận thì không phải là một cái Tesla fanboy Cho nên Thuận cũng không mua những cái phụ kiện Nhưng mà cũng có một số bạn đó thì rất là cuồng Tesla Cho nên mua nón rồi mua áo các kiểu để đại diện cho Tesla Thì những cái phụ kiện đó nó bán giá khá là mắc Và phần lớn nó chỉ bán được cho những fanboy Thì những người mà cực kỳ yêu thích và tôn sùng Tesla cho nên với việc là tesla mở rộng ra để mà bán à, sử dụng đồng đô thì cũng có thể là tại vì elon musk biết là có rất nhiều người theo dõi tesla cũng là fan của đồng đô cho nên có thể là kéo thêm một số những cái khách hàng để mà mua phụ kiện cho họ để mà họ kiếm thêm thu nhập nói chung thì cũng là một cái thông tin tốt đối với đồng đô cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn thì gần đây đó chúng ta đã thấy được là tình hình on-chain đó rất là im lặng. Chúng ta cũng thấy những cái đồng tình như là các bạn thấy được là có một số những cái ví cá voi lớn đó có dấu hiệu là họ di chuyển Bitcoin con mình ra khỏi ví có nghĩa là có thể là dấu hiệu bán. Nhưng mà ngược lại cũng có một số ví cá voi có cái dấu hiệu là thu mua vào. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái thông tin đó trên tài liệu on -chain. nhưng mà hôm nay tôi muốn cùng các bạn xem một số ví cá voi để chúng ta có thể thấy hiện tượng đó nó có phải là thật hay là không thì trước hết thì chúng ta có thể xem cái địa chỉ ví cá voi số 3 địa chỉ ví mà bắt đầu từ 1p5 và kết thúc là fhq đó thì các bạn đã thấy là đây là địa chỉ ví mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi Thật ra địa chỉ ví này đó chúng ta thấy được là gần đây nhất là ngày 17 Tây lúc đó giá BTC đó là khoảng chừng 30.192 thì đã có 1.500 Bitcoin rồi khỏi địa chỉ ví sau khi mà tích lũy ở những cái mức như là 38 37 000 thì lại có 1.500 rời khỏi có nghĩa là nếu như đây là bán và mua đó thì người này đã bị lỗ cái con số 1.500 Bitcoin này rồi nhưng mà ngược lại đây thì lại có cái sự nạp vào trở lại bắt đầu từ ngày 17 tây cùng ngày đó, rồi kế đó các bạn được ngày 23 tây cũng có một số lượng bitcoin nạp vào 162 BTC, ngày 24 tây có 77 BTC và ngày 26 tây là có 481 BTC, có nghĩa là mãi tới ngày hôm qua chúng ta vẫn thấy là con cá voi này tiếp tục nạp thêm bitcoin vào trong ví của mình. Nhưng mà về cái việc là cá voi này đưa Bitcoin này khỏi ví mà nạp vào đó Thật ra bây giờ cũng không có lo trực lắm Các bạn thấy được là nhiều lần Chúng ta thấy được là có cái dấu hiệu là nạp vào ở những mức như là gần đây đó Nạp vào 1.000 Bitcoin ở mức là 39.000 500 Bitcoin ở mức là 40.000 Và 300 Bitcoin ở mức là 39.000 Sau đó có 1.500 Bitcoin rời khỏi ở mức là 38.000 Thì nếu như nói chúng ta có thể theo dõi địa chỉ ví Cá voi này để có được một số thông tin thì cũng không có rõ lắm đâu tại vì gần đây cái con cá voi này nó cũng không có chuẩn lắm. Chúng ta có thể xem một số những cái địa chỉ ví cá voi khác nhưng mà cái phần mà thường rất là khó thú đó đó chính là cái số lượng địa chỉ ví cá voi khoảng chừng là 106 cho đến con số là khoảng 115 đó để thường cho các bạn thấy là chúng ta bắt đầu thấy đây là địa chỉ thứ 106, địa chỉ này có tổng cộng là 9872 BTC. Thì cái mà chúng ta thấy đó là gần đây là ngày 19 tây Chúng ta thấy được là ngày đó đó là chúng ta thấy giá BTC là khoảng 30.000 đô Thì chúng ta thấy được là có tổng cộng ngày đó là một lần là 710 BTC được nạp vào ví này một lần khác nữa đó là 987 BTC nạp vào ví này. Và khi chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì đây là địa chỉ ví khá là thú vị. Chúng ta có thể nhìn thấy là địa chỉ ví này bắt đầu từ tháng 12 của năm 2018. Lúc đó đó là họ nạp vào rất nhiều BTC Các bạn thì được là lúc đó giá BTC đó chỉ có là 3.900 đô mà thôi Có thể nói được đó là cái mức thấp của mùa đông năm 2018 Thì họ nạp vào là các bạn thấy 500 Bitcoin rồi thêm 500 Bitcoin cùng ngày đó Cùng ngày đó đó nạp thêm 4.000 Bitcoin, 1.400 BTC 400 BTC, 1.000 BTC Đây có thể dấu hiệu là họ mua cái số lượng Bitcoin này theo lock ở trên sàn OTC Ở mức là 3.956 đó khi mà họ nạp vào ví của họ rồi sau đó một thời gian dài hầu như là không có bất cứ đồng tỉnh nào Mãi cho đến khi nào? Mãi cho đến là tháng 7 của năm 2021 Lúc mà giá của BTC đó đang ở mức thấp Năm ngoái đó trước khi mà chúng ta thấy cái đỉnh là 69.000 Thì chúng ta thấy được là ở mức 37.000 đô đó lại có 175 BTC nạp vào cái ví này Rồi gần đây nhất đó là ngày 19 Tây là họ lại có cái số lượng các bạn đã thấy là 987 và 710 BTC nạp vào cách đây khoảng chừng là một tuần thì cái mà thường có thể suy nghĩ đến là cái số BTC này nạp đó là dựa theo một công thức nào đó Không phải là dựa theo cái giá hiện tại Tại vì các bạn thấy được là cái giá mà họ nạp vào là mức 3 năm 2018 Rồi sau đó họ im lặng, không có đồng tính gì Mãi cho đến hè của năm ngoái là Ở mức là 37 ngàn họ lại nạp vào Và gần đây nhất là 30 ngàn họ nạp vào Có thể họ theo một công thức nào đó Có thể là Bitcoin đó dựa vào một công thức nào đó Là so với cái giá trên thị trường thì họ cảm thấy được đây là cái mức tốt để mà mua chứ không có phải là họ theo giá cả trên thị trường và hầu như là họ cứ thu nạp và không có dấu hiệu là rời khỏi và đây là một ví chúng ta có thể thấy được ví 107 đó thì chúng ta cũng thấy cái hiện tượng cũng gần như tương tự và thuận đó thì có một cái suy nghĩ là có rất nhiều những cái ví đó có hành động tương tự thì có thể là họ đến từ một túi đầu tư hay là họ thực sự là thuộc về một người tại vì các bạn thấy được địa chỉ ví này đó là địa chỉ ví 107 cũng tương tự luôn chúng ta thấy được là lúc mà tháng 12 đó thì có mấy ngàn Bitcoin nạp vào lúc đó là 3.956 đô cho một BTC năm 2018 rồi họ cứ im lặng mãi cho tới cũng ngày đó luôn ngày 27 tây lại có 175 BTC nạp vào và ngày 19 tây cái tên một tuần lại có thêm gần như là 1.700 BTC nạp vào chúng ta có thể nhìn thấy là địa chỉ ví 108 đó các bạn cũng thấy là hiện tượng tương tự xảy ra và chúng ta có thể được cùng ngày tuy là cái số lượng khác nhau nhưng mà cùng ngày luôn ngày 4 tháng 12 năm 2018 bên dưới này các bạn thì được là ngày 27 tháng 7 năm 2021 và ngày 17 tháng 5 và ngày 19 tháng 5 cái ví này khác một chút. Cái ví kia đây thì họ tích lũy là ngày 19 nhưng mà cái ví này thì có ngày 17 và ngày 19. Lúc đó giá BTC là khoảng 30.000 đô, hầu như là cái mức 30.000 là cái mức mà họ có hứng thú gần đây. Chúng ta có thể thấy ví 109 cũng như vậy và hầu như là gần 10 địa chỉ ví các bạn có thể tìm thấy. Uh, ví 100 là 10, cũng có hiện tượng tương tự. Ví 111. Cũng có hiện tượng tương tự. 112. Cũng có hiện tượng tương tự. 113 cũng vậy. 114 cũng vậy. 115 cũng như vậy. 116 cũng tương tự. 117 cũng như vậy. Mãi cho tới con số 125. Các bạn thấy được là những địa chỉ ví này đó. Là những địa chỉ ví mà có hành động tương tự. Cái số lượng BTC họ có trong ví đó cũng tương tự luôn. Các bạn thấy được là khác nhau một chút mà thôi. Nhưng mà phần lớn là có 9.873 BTC. Cho nên có thể khả năng cao là cùng một nhóm người có cái dấu hiệu là tích lũy thời gian gần đây và các bạn đương nhiên có thể lên trên trang Bit Info để mà tìm những cái địa chỉ ví này và đó là dấu hiệu của những địa chỉ ví lớn mà có cái hiện tượng là tích lũy BTC và ngược lại chúng ta cũng có một con cá voi đó là cho dù sau đi nữa gần đây đó các bạn thấy được là hầu như là liên tục có cái số lượng Bitcoin rời khỏi là bắt đầu đã từ cái lúc mà giá BTC mươi 64.000 các bạn thấy được là từ tháng 11 cho dù là giá như thế nào đi nữa đó các bạn thì là họ vẫn liên tục có cái số lượng Bitcoin rời khỏi là tháng 11 cũng vậy tháng 12 cũng vậy tháng 1 cũng vậy tháng 3 tháng 4 và mãi cho tới các bạn thì được là lần cuối cùng cái số lượng Bitcoin rời khỏi của ví này là ngày 14 tới tháng 5 khi mà giá 28.000 có nghĩa là con cá vôi này đó có dấu hiệu là xả BTC liên tục từ tháng 11 cho tới bây giờ. Và đây là cái tài liệu cho các bạn thấy được là có cá voi gần đây tích lũy cũng có cá voi gần đây đó di chuyển Bitcoin ra khỏi ví của mình. Cho nên đây là cái dẫn chứng là các bạn thấy được gần đây chúng ta đã có một cái sự thay đổi giữa ai nắm giữ Bitcoin, hầu như chúng ta đã có một cái sự thay đổi giữa một số cá voi để quyết định không nói giữ Bitcoin nữa và cái số lượng Bitcoin đó đó là phần lớn được thu mua bởi những cá voi khác. Đương nhiên cũng có những người như là thùng mà các bạn đã tích lũy dài hạn thì cũng mua nhưng mà cái số lượng mua thực sự là không thể nào mà so sánh được với những cái địa chỉ vi lớn này khi mà họ thu vào các bạn thấy được là mấy trăm mấy ngàn BTC mỗi lần. Cho mình sao qua hàng comment ở bên dưới. Bây giờ đây, tôi muốn cập nhật các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến Luna 2.0. Thì cho tới bây giờ đó có thể nhiều bạn cũng đã biết là có rất nhiều những cái sàn lớn đã lên tiếng sẽ hỗ trợ Luna 2.0. Trong đó chúng ta có những sàn lớn như là Binance, Kucoin, Elbank, Crypto.com, FTX, Bitfinex, Kraken, Huobi, Bitru, Gate.io, Bitget, MECX, Global, Bybit, HitBTC, Okcoin và OKX. Đây là tài liệu được chia sẻ bởi Watcher.guru Nhưng mà các bạn muốn biết chính xác hơn và thông tin mới nhất đó, thì các bạn nên theo dõi cái Twitter là Money thì khi các bạn theo dõi cái Twitter underscore money thì các bạn sẽ thấy là họ cũng chia sẻ nhiều những cái tweet đến từ những cái sàn mà đã lên tiếng là hỗ trợ Luna 2.0 thì Luna 2.0 này đó khi nào mới có thì đã bị chiêu khoảng một ngày có nghĩa là ngày mai thì chúng ta mới thấy Luna 2.0 được phát hành và khi phát hành rồi đó thì không phải là các bạn sẽ có ngay lập tức ở trên những sàn đâu tùy theo sàn họ cần phải làm một số việc trước khi mà họ có thể là phân chia cái số lượng Luna đó cho các bạn và phần lớn đó những sàn bây giờ đó họ đã ngưng không cho các bạn giao dịch Luna hiện tại nữa tại vì Luna đó, đó sẽ chuyển thành Luna Classic và bây giờ chúng ta thấy được là nhiều những cái trang web đó như là Coin Market Cap hay là CoinGecko đó đã chuyển thành Luna Classic LUNC cho đồng Luna hiện tại và ngay cái đồng UST họ cũng chuyển thành USTC như là đồng UST Classic. Khi mà họ phát hành đồng Luna mới đó thì sẽ lấy cái token name là Luna thì bắt đầu từ ngày mai còn sàn khi nào phân phối thì tùy theo sàn các bạn phải theo dõi cái Twitter của sàn để biết chính xác hơn. Và khi mà có Luna mới đó thì những mà nào mà đang có Luna ở trên cái ví Terra Station á Theo thường biết đó họ nói là các bạn chỉ cần log in Thì các bạn sẽ thấy là cái uh, token sẽ có trong ví các bạn Miễn là các bạn chọn đúng cái mạng lưới mà thôi Không cần phải làm gì thêm Và đương nhiên các bạn chỉ có thể uh, được quyền di chuyển bán những cái token nào mà các bạn được phân phối ngay cái ngày đầu tiên Phần còn lại là sẽ bị lock và khi mà đến hạn sẽ tự động có trên cái ví của các bạn. Đó là những gì được chia sẻ bởi uh, được chính thức của the Money hiện tại có một sàn mà nhiều bạn hỏi thường đó chính là sàn Coinbase thì sàn Coinbase uh, có W Luna như là Rap Luna thì cho tới bây giờ sàn Coinbase là một sàn mà vẫn chưa ra thông báo là có hỗ trợ Luna 2.0 hay là không bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được thường cũng vừa xem cái uh, được chính thức của Coinbase cũng không có thông tin này Họ chỉ nói là cho đến bây giờ đó thì trading đồng UST và đồng W Luna đã ngưng hoạt động các bạn vẫn có thể là nạp vào rút nhưng mà không thể trade được Còn bởi vì họ có hỗ trợ Luna 2.0 không họ không nói đến trên Twitter của họ Và thử cũng có đưa ra một cái bài bỏ phiếu đó là các bạn có kỳ vọng Luna 2.0 thành công hay là không Thì các bạn thấy được là ở trên Telegram đó thì 3.000 bạn bỏ phiếu Thì phần lớn đó nói là không kỳ vọng sẽ thành công 56% 27% đó thì kỳ vọng thành công ở trên Twitter đây thì cũng tương tự có 2.174 bạn bỏ phiếu thì phần lớn 62% cũng không có kỳ vọng là sẽ thành công 26,9% thì nói là hy vọng thành công cũng tương tự như là Telegram và các bạn cũng có thể thấy được là ở trên uh, YouTube cũng có gần như là 2.000 bạn bỏ phiếu thì cũng cái phần trăm tương tự luôn là 64% nghĩ là không kỳ vọng sẽ thành công 23% đó thì kỳ vọng là sẽ thành công thì nói chung đó là phần lớn cho bạn là 56% đã nghĩ là sẽ không thành công rồi Chỉ có một phần nhỏ là khoảng chừng 20% các bạn nghĩ là thành công mà thôi Thì đối với lại cái sự kiện nhiều bạn bây giờ đã cũng đã có cái sự thua lỗ nhiều đối với lòng Luna Thì thằng cũng hy vọng là các bạn có thể là có được một cái phần bồi thường nào đó Ngày mai khi mà bắt đầu có Luna 2.0 và bắt đầu có giá trên những sàn thì chúng ta mới biết được Và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho các bạn trước khi các bạn bước vào cuối tuần thì đó là thông tin liên quan tới đồng UST Thì đã có một cuộc bỏ phiếu Diễn ra là cuộc bỏ phiếu này đó Cuối cùng đã quyết định là Cái số lượng UST còn lại Ở trong cái community pool đó Có nghĩa là cái pool cộng đồng đó là khoảng hơn 1 tỷ đồng UST Sẽ bị đốt đi Thì chúng ta hay được là tổng cộng đồng UST trên thị trường Nó là khoảng 11,2 tỷ Thì đốt đầu 1 tỷ này có nghĩa là sẽ còn lại Khoảng 10 tỷ UST Thì đốt đi cái số lượng UST này trong cái community pool cái quỹ cộng đồng đó thì có ảnh hưởng gì đến giá hay là không thì chúng ta có thể nhìn vào USDC tại bây giờ đã gọi là The Classic USD rồi thì chúng ta thấy được là thông tin này hầu như cũng không có hề hứng gì đến giá cả cái giá bây giờ đó là xuống hay hôm nay là xuống thêm 32,24% và đây là những thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay Thường biết là video nó cũng khá dài và cũng khá là lộn xộn Tại vì có nhiều thông tin nhưng mà các bạn thì là thông tin thì không có theo một chủ đề nào hết Cho nên thường cố gắng để mà gộp lại chia sẻ với các bạn Để các bạn nắm những thông tin tổng quát mà thôi Ngày mai đó thường sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin liên quan tới một số bạn hỏi Thường là thật ra Fed đang muốn làm cái gì Ngày mai thường sẽ chia sẻ với các bạn là chiến lược của Fed ra sao trong thời gian tới đây và sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường trong thời gian tới đây. Và một lần nữa đó tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô liên của thùng Capital giống như là các bạn à, có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEX, sàn Sanyx và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ ở đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ để thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a